Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể điều trị được bệnh gút rất hiệu quả từ rau cải bẹ xanh, từ một nguồn nguyên liệu rất là rẻ mà các bạn có thể tìm kiếm rất dễ dàng để chữa trị gút. Và mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ các bạn nhé. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn một cái bài thuốc, một cái cách để chúng ta có thể chữa lành bệnh gút rất là hiệu quả bằng rau cải xanh các bạn nhé. Bệnh gút như các bạn đã biết ý, là cái việc mà chúng ta bị đau nhức ở các cái phần khớp như là khớp tay này, khớp chân này, những cái vùng khớp mà đầu gối mà chúng ta phải di chuyển. Đấy, đây có cái hiện tượng là sưng, sau đó đau nhức và rất là khó chịu. Và làm sao để chúng ta có thể loại bỏ được những cái triệu chứng khó chịu này thì trước hết hãy tìm hiểu cái phần nguyên nhân dẫn đến gút cùng với mình các bạn nhé. Ở đây gút nó được coi như là một bệnh nhà giàu ấy, có nghĩa là chúng ta đã ăn quá là nhiều đồ ngon, quá là nhiều đồ chứa nhiều đạm như là thịt bò hoặc là hải sản, làm cho cái hàm lượng axit uric ở trong cơ thể của chúng ta nó cao quá mức, dẫn đến cái tình trạng đó là nó không tiêu hóa hết được và làm cho cũng không thể đào thải kịp để ra khỏi ngoài cơ thể, dẫn đến tích tụ. Và khi mà cái hàm lượng uric này nó tích tụ thì nó sẽ đi đến tích tụ ở các cái khớp xương như là khớp xương ở tay, ở chân, đầu gối. Và cái triệu chứng mà các bạn gặp phải khi mà bị gút ấy thì về đêm các bạn sẽ cảm thấy là bị đau nhức hơn rất là nhiều, do lúc này nhiệt độ thấp và dẫn đến là cái lượng máu lưu thông đến phần chân này, phần tay không có được diễn ra một cách thuận tiện, dẫn đến là mình bị đau nhức rất là nhiều. Đấy là cái chính là cái tình trạng mà thiếu máu luân chuyển đến đó, đến cái khu vực đó. Vậy thì khi chúng ta bị gút thì chúng ta cần phải thay đổi ngay cái chế độ ăn uống để làm sao khắc phục được cái điều này một cách nhanh nhất, sớm nhất, giúp cho cơ thể của chúng ta thật khỏe mạnh các bạn nhé. Và thêm vào đó, nếu như bị quá là đau khi mà bị gút thì các bạn hãy ngâm chân vào một chậu nước ấm nóng, sẽ làm giảm ngay cái tình trạng đau nhức đó. Và ăn thật nhiều rau xanh, đặc biệt đó là các cái loại rau họ cải, đặc biệt là rau cải bẹ xanh như thế này, nó có cái tác dụng làm điều trị, loại bỏ được các cái axit uric ở trong các cái khớp xương đó rất là hiệu quả các bạn nhé. Về rau cải bẹ xanh này thì trong đông y nó được coi như là một loại rau kiềm tính và không chứa purin, giúp giải độc và giúp cơ thể của chúng ta thanh lọc rất là hiệu quả, lợi tiểu và đào thải được các cái độc tố như là axit uric ra khỏi cơ thể của chúng ta. Về mặt giá trị dinh dưỡng, về mặt khoa học ấy các bạn, thì trong cái phần thành phần của rau cải bẹ xanh này nó có các cái chất chống oxy hóa rất là hiệu quả và chứa nhiều vitamin A, vitamin B, vitamin C, kali, magie, axit nicotic và albumin. Đó đều là những cái vitamin cũng như là khoáng chất giúp cho cơ thể của chúng ta loại bỏ được cái uric acid này rất là hiệu quả ra khỏi cái khớp xương các bạn nhé. Và đây, trong cái thành phần mình muốn nói thêm một chút, đó là trong thành phần của rau cải bẹ xanh này nó có cái thành phần kali, giúp cho thận khỏe và đào thải được cái uric đó được tốt hơn. Đấy, và làm sao để chúng ta có thể tận dụng được cái nguồn năng lượng tuyệt vời từ rau cải xanh này, thì các loại rau sau khi mà các bạn chế biến ở nhiệt độ cao thì thường nó sẽ mất đi cái giá trị dinh dưỡng, chúng ta không thể hấp thu được hoàn toàn lượng vitamin cũng như là axit amin và các cái khoáng chất ở trong rau củ quả xanh tươi nữa. Chính vì vậy mà khi mà các bạn bị bệnh gút ấy, thì các bạn hãy làm ngay một cái ly sinh tố hoặc là nước ép rau cải bẹ xanh như thế này, nó có tác dụng là giúp cho cơ thể của chúng ta hấp thụ được gần như là hoàn toàn cái lượng axit amin cũng như là cái lượng khoáng chất có trong rau củ quả xanh, làm cho cơ thể của mình hấp thụ được trực tiếp và nuôi dưỡng các cái tế bào khỏe mạnh, giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe hơn và loại bỏ được các cái tế bào
ốm các tế bào yếu, thay thế vào đó là các cái tế bào khỏe mạnh các bạn nhé. Nếu như mà các bạn bị tình trạng gút mà diễn ra đau quá, khiến các bạn đau quá, hãy đến gặp bác sĩ, sau đó bác sĩ sẽ kê cho các bạn những cái đơn thuốc để làm giảm đau và nó không bị viêm. Sau đó thì các bạn kết hợp với cả uống nước ép rau cải hoặc là sinh tố rau cải, nó sẽ giúp cho quá trình hồi phục cực kỳ nhanh. Hai, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 200g cải bẹ xanh đã được rửa sạch, sau đó ngâm nước muối 15 phút để loại bỏ tất cả các vi khuẩn. Và khi mà chúng ta làm những cái ly nước ép và sinh tố như này, các bạn hãy lựa chọn cái nguồn rau mà nó sạch, nguồn rau hữu cơ, có thể tự trồng. Rau này là nhà mình tự trồng. Ở đây thì mình có chuẩn bị thêm một cái loại nước ép rau cải nữa, đó là cải keo. Như các bạn biết rồi, cải keo nó có cái tác dụng điều trị các bệnh về xương khớp rất là hiệu quả. Không những cải bẹ xanh mà cải keo này hay là rau chân vịt, những loại cải đó thì các bạn sẽ thấy là nó có cái tác dụng điều trị về cái bệnh gút này rất là hiệu quả, các bệnh xương khớp rất là hiệu quả. Còn rau rau cải xoăn ấy thì thường là chúng ta sẽ mua ở trong siêu thị, nhưng nhà mình cũng trồng cái loại rau này. Nhà mình hay sử dụng rau củ quả tươi cho nên là trồng mùa nào thì các bạn trồng cây đó thì nó sẽ không có sâu bệnh đâu. Mà mình còn biết được nguồn gốc ấy, khi mà chúng ta sử dụng thực phẩm mà cần phải tươi như thế này. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ thêm vào đây 500ml nước. Các bạn đem xay nhuyễn nhé. Các bạn sẽ xay nhuyễn như thế này nhá. Nếu như mà các bạn có thể sử dụng được sinh tố rau cải như thế này thì các bạn sẽ uống cả như thế này sẽ bổ sung được cái hàm lượng chất xơ cho cơ thể rất tuyệt vời. Còn nếu như ai mà chưa uống quen thì các bạn có thể lọc bỏ giống như mình bây giờ. Mình sẽ lọc để các bạn cùng xem nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị một cái rây lọc để chúng ta lọc lấy phần nước. Mình thì mình uống quen rồi cho nên là mình hay uống cả để lấy được cái phần chất xơ trong rau. Tuy nhiên hôm nay quay cho các bạn thì để hướng dẫn các bạn cách uống làm sao để cho nó được dễ nhất với những người mới bắt đầu. Thì mình nên là lọc bỏ cái phần bã đi. Đấy, khi nào mà uống quen rồi thì mình sẽ uống cả cái phần bã này. Nó dễ uống lắm chứ nó không khó đâu. Rất là dễ uống. Nhớ nha các bạn, nếu những ai mà đang gặp cái tình trạng gút như vậy thì chúng ta phải thay đổi về cái cách ăn uống ngay lập tức để giảm các cái triệu chứng đó, và uống một ly nước ép cải bẹ xanh như thế này. Và khi mà các bạn xay xong như thế này rồi thì các bạn sẽ uống ngay nhá, uống ngay và uống luôn. Và cái thời điểm thích hợp nhất để các bạn uống cái nước ép rau cải như thế này, các bạn sẽ uống trước bữa ăn 30 phút cho mình nhá. Bởi vì là cơ thể của chúng ta nó phân ra với các loại rau củ quả thì sẽ hấp thu trước nhanh hơn. Và còn cái phần tinh bột hay là phần thức ăn ấy thì nó sẽ hấp thụ sau, chính vì vậy mà mình sẽ uống trước cái ly nước như thế này để đạt hiệu quả cao nhất các bạn nhé. Và với những ai đang bị gút, hãy thay đổi thói quen của mình, ăn giảm bớt đạm đi, giảm bớt thịt đi và tăng cường vào đó là các loại rau củ quả, rau xanh kết hợp với vận động nhẹ nhàng, tập thể dục để cho toát mồ hôi, giúp cơ thể và giúp máu được lưu thông trong toàn bộ cơ thể của mình một cách nhuần nhuyễn nhất các bạn nhé. Nếu như mà các bạn thấy khó uống khi mà các bạn uống nước cải xanh như thế này thì hãy kết hợp với một hoặc hai trái táo làm sinh tố, sau đó vắt lấy nước cốt như thế này để sử dụng các bạn nhé. Thì nó sẽ dễ uống hơn. Còn sau này khi mà chúng ta đã uống quen rồi thì các bạn hãy sử dụng sinh tố hoặc là nước ép rau cải nguyên chất, nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta hấp thụ được tốt nhất và có cái khả năng chữa lành được tốt nhất các bạn nhé. Và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và mình mong muốn, mình hy vọng các bạn sẽ nhận được thật nhiều giá trị từ những chia sẻ này. Và nếu như các bạn thấy thích video này, đừng quên bấm like và đăng ký để kênh tiếp tục phát triển. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video kế tiếp của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.